Không biết nếu mà giáo hội mà có quyền hành nước việc chứ tin hội làm được gì không? Không được ngủ trưa. Thứ nhất, thứ hai, ăn tết như kiểu Mỹ thôi, ngày nào ra ngày đó. Ở nước Việt Nam mình bê tha quá, cái sức lao động nó góp sức lợi cái GDP của quốc gia rất là quan trọng. Thay vì con mang áo gần xong chỉ còn một phút nữa là xong thì cái áo nó vô hộp nó gửi đi thành tiền. Không, chứ khi bắt đầu ngày tết thì dục bên thì chút xíu thôi, mỗi người gán một chút xíu nó vô hàng tỷ đô á con. Cho nên những cái mà không có rõ ràng mà le the của nước Việt á, chứ bộ nói chung tóm lại để con dễ hiểu, thụ là mẹ cần bồi, thụ lớn lên đại học ở đây, thụ biết hết luật lý, luật của Mỹ từ cấp present tới luật gia đình và luật mỗi luật làm chủ ở Mỹ là con phải hiểu, không phải là chuyện tầm thường làm được đâu nghe. Đối phó với đủ sắc dân mà nhân viên của mình á, nó đau lưng cái nhẹ nó cũng có thể thương con á, thì thuộc cứ lấy nguyên cái tiếng Mỹ dịch cái tiếng Việt thì cứ mà nói đơn giản câu rồi con hiểu tôi sẽ làm sao. trừ khi mấy cái chuyện mà giống như như đảng Dân Chủ nó cứ cho mấy cái tội mà ăn bao phe nhiều quá để mà bỏ phiếu cho nó, không có vụ đó con phải đi làm hết.